Xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn lại càng phức tạp hơn. Tại Yên Bái hiện nay, nhiều thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các bản người Mông sinh sống, đang từng bước xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực và hoàn thiện hơn. Thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cách đây hơn 15 năm, đồng bào Mông sống rải rác, nhà ở chưa ngăn nắp sạch sẽ, đường xá đi lại khó khăn. Cả thôn có 110 hộ, gần 100% người Mông sinh sống thì 80% là hộ nghèo. Thế nhưng Khe Ron ngày hôm nay đã có sự thay đổi kỳ diệu với cuộc sống ấm no và đủ đầy. Từ khi xây dựng nông thôn mới thì đường bê tông, tường, nền nhà xi măng kiên cố, công trình sinh hoạt bảo đảm vệ sinh đang hiện hữu trong từng ngôi nhà ở Khe Ron. Cả thôn hiện có 60 hectare măng tre bát độ, 100 hectare cây quế, cây chè, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm. Gia đình Sùng A Dông đang hoàn thiện ngôi nhà và công trình vệ sinh theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới từ số tiền hỗ trợ của nhà nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ người Mông. Rất thay đổi nhiều ấy. Cũng nhiều bà con cũng khởi khởi vì nhà nước có cái chương trình hỗ trợ này, thì nhà nước đã làm cho bà con cái động lực đi lên và càng nhiều cái khang trang sạch đẹp trong thôn bản. Xây dựng nông thôn mới đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào người Mông, nơi tư duy phong tục còn lạc hậu. Tuy nhiên, Đảng ủy, chính quyền cơ sở xác định xây dựng nông thôn mới phải bắt đầu từ địa bàn khó nhất để người dân tin và làm theo. Huyện đã thành lập ban phát triển nông thôn gồm những người có uy tín trong cộng đồng xuống từng hộ dân để nắm bắt tình hình và tiến hành tuyên truyền. Chính quyền có vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng bà con thực hiện theo phương châm lấy sức dân để lo cho dân, xây dựng các mô hình điểm hiệu quả. Từ đó người dân thấy được lợi ích trong xây dựng nông thôn mới và làm theo, dần dần tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong người dân, đồng thời đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các loại cây trồng phù hợp về địa phương, hỗ trợ về con giống để các hộ chăn nuôi với quy mô tập trung. Đến nay, cả 4 thôn người Mông của xã Hồng Ca đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi phải bắt đầu là xây dựng từ cái thôn nông thôn mới. Từ cái thôn nông thôn mới ban đầu, chúng tôi rút kinh nghiệm, từ đó là bà con thấy được cái lợi ích, rồi thì chúng tôi sẽ nhân ra cái diện rộng. Cái thứ ba nữa là chúng tôi phải tập trung huy động các lực lượng đến, trong đó là lực lượng vũ trang, công an, rồi quân đội hay là lực lượng dân quân các cái vùng gần đó thì đến là cùng ăn cùng ở cùng làm, cầm tay chỉ việc hướng dẫn giúp đỡ bà con. Đến cuối năm 2019, ba xã khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số còn lại là Hồng Ca, Kiên Thành, Quy Mông sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, huyện Trấn Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái, với xuất phát điểm là một huyện khó khăn.